Nam mô Bụt Đa Nhất, Nam mô Đăng Ma Nhất, Nam mô Sang Thầy Nhất. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, Nam mô Bụt Đa Nhất, Nam mô Tham Ma Nhất, Nam mô Sang Khai Nhất. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ririsikara tate chantali ke vimane di bera te chagame taru anagane ke hawa thomi ke te phom ma chayan tu deva chala thala visame ya khagam tha panaga tithanta santi ke yang muni wara wachanang sa tha Savanakalo Ayam Vadanta Thamma Savanakalo Ayam Vadanta Thamma Savanakalo Ayam Vadanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyambi Buddhang saranang gacchami Tutiyambi Saranang gacchami Tatiyambi Sugato loka vidu anuttaro Varutamang buddhe Ete Sakala
Sam bồ thề a tha vi sanh cha đà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa tha sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha vê na hàn toa sa bê u ba ta vê ane ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to Sam bồ thề bành cha bành nhà sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng to sa bê u ba ta vê ane ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to Sam bồ thề na vô ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sa ti sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng to sa bê u ba ta vê ane ca an ane ane ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa be purati ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be purati ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be pe chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be pe chi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be u ta ra ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa be Uttara yanurisa yasata avera sukhi hontu sape uparima yadisa yasata avera sukhi hontu sape hetima yadisa yasata avera sukhi hontu sape sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhya pacha hontu anikha hontu dikha yuga hontu aloga hontu sampatti hisami chantu sukhi attana pariharantu dukha patta janik dukha faya patta janik faya soka patta Chani soka hon tu sape pipanino akasatha japumma tha dewana ga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu sasanam akasatha japumma tha dewana ga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu no garu Akasatha japumma tha dewana ga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha japumma tha dewana ga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu panino Akasatha japumma tha dewana ga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu no sada idam watano bunyang asava khaya vaham hon tu anagate kale sadhu 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 dạ thầy kinh tâm bảo đã xong ạ chúng con kính thỉnh sư kinh tuệ thầm nhất giảng tiếp đại học cho chúng con ạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào quý cô tu nữ, thân chào các Phật tử học viên.
Thì hôm nay là buổi học cuối của quyển 2 này. Mình tạm dừng ở đây, mình học buổi nữa chúng ta dừng. Rồi thì sau thì chúng ta bắt đầu khai giảng quyển 3. Lại cũng thông báo với các Phật tử đó là tại từ đó giờ mình học cái môn Bali này là mình cũng chỉ học cái giáo trình tạm soạn thôi, chưa được in chính thức lần nào. Cho nên kỳ này sư nhờ cô Ngọc Trân thông báo để em có tùy hỷ để mình hùng phước, đó là chúng ta hùng vào trong đó để mình in một lần. Dạ, con kính đảnh lễ sư chào cả nhà cả lớp ạ. Sách mình thì dự định sư sẽ soạn là 4 quyển, nhưng mà hiện là mình đã làm được 3 quyển. Vì in một lần 3 quyển nó quá nhiều về phần đại chánh, tức là mỗi một quyển như vậy vừa phần bài học với bài tập, mà mình in 1.000 cuốn thì nó tới trên dưới 100 triệu. Nên nếu mình in một lần 3 quyển thì mình không có đủ tài chánh. Cho nên mình in quyển 1 trước, rồi sau khi có quyển 1 thì thông báo để mình hùng phước tiếp để mình in quyển 3 cho cái lớp quyển 3 mình học sắp tới đây. Mà cho quyển 1 trước, tại quyển 1 thì có một số Phật tử mình cũng mới để mình đăng ký học, thì cũng cần có sách học thì nó sẽ dễ hơn. Rồi sau khi mình in được xong cái quyển 1 thì sẽ sắp xếp in cái quyển 3 để cho lớp có cái quyển giáo trình. Thì trong thời gian mình học quyển 3 đó, sư tranh thủ thời gian sư sẽ soạn thêm cho cái quyển 4. Nếu mình học xong hết quyển 3 mà mình có quyển 4 luôn thì mình học thêm cái quyển 4. Còn nếu mà chưa có thì mình học quyển 3 lại một lần nữa. Tại quyển 3 này cũng hơi khó. Chúng ta học thêm 1-2-3 lần gì đó để mình nhớ. Vừa mỗi một lần mình học thì tại quyển 3 nó, so với quyển 1, quyển 2 thì quyển 3 nó khó hơn rất nhiều. Để cái phần văn phạm nó cũng nâng cao hơn. Cho nên là suy nghĩ nếu mà các Phật tử mà chỉ học một bận thì cũng chưa chắc nắm được gì. Chưa chắc mình nhớ được gì. Cho nên mình học ít nhất là cũng 2-3 lần. Giống bây giờ các Phật tử mà mình học 2-3 khóa này, chúng ta thấy quyển 1 bây giờ làm bài tập khá tốt. Là do mình học đi học lại. Là mình một phần là mình nhớ. Rồi từ cái nhớ đó giúp cho mình hiểu bài tốt hơn, mình có thể làm bài được. Thì ở quyển 2, nhưng mà đặc biệt ở quyển 3, nó là bắt đầu vô quyển 3 thì mình bắt đầu học chính thức về một số bài kinh liên quan mà Đức Phật Ngài đã giảng. Ví dụ như là chúng ta sẽ học về bài kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Nhiệt Não. Đến khi mình học các bài đó thì mình sẽ tập dịch luôn các bài kinh đó để em làm quen. Cho nên trong phần từ vựng ở quyển 3 nó cũng dài dài hơn, khó hơn. Nhưng mà bài tập thì nó cũng đơn giản. Và bây giờ bài tập chủ yếu là sư chỉ trích ra từ ở trong đoạn văn mà mình đã học. Nên bài tập thì nếu mà nói câu bài tập thì nó dễ, nhưng mà nó khó là khó về mặt từ vựng, vì từ vựng nó dài, nó khó nhớ. Mà mình muốn làm được bài tập thì chúng ta phải nhớ từ vựng. Còn phần văn phạm thì ở quyển 3 thì nó khá cao, nó khó. Thì mình cứ hãy người ta có công người ta soạn được cái quyển văn phạm để mình học. Mình chỉ là người học thôi, mình học không được thì mình cũng rất là giả. Cho nên người ta đã có công, người ta soạn được một cái quyển văn phạm, nhất là người đầu tiên mà họ có thể soạn được cái quyển văn phạm để cho mình học. Rồi mình soạn lại theo cái cách này cách khác để mình có thể học tùy theo cái lớp, cái khả năng của người tiếp nhận.
Dạ. Sư nghĩ chỉ cần mình cố gắng thôi, mình cố gắng thì mình sẽ làm được. Còn số Phật tử nhắn tin nhờ sư đó là mình đi khó quá, con không biết bắt đầu từ chỗ nào. Bắt đầu từ chỗ nào thì bắt đầu từ bài 1 trở lên, bắt đầu từ bài 1 thôi. Bây giờ mình chưa học cái gì hết mà mình muốn vào mình làm được liền hết thì sao làm được, nó không thể. Nhất là học cái cổ ngữ nó còn khác hơn cái ngoại ngữ thông thường mình nhiều, còn khó hơn nhiều. Dạ. Dạ, bắt đầu nó phải tập đọc chữ A, chữ A rồi vậy thôi, thì từ từ nó sẽ quen. Một lần không được thì hai lần, ba lần gì đó chúng ta sẽ làm được thôi. Dạ. Rồi bây giờ mời anh Cát Khánh, không biết anh Cát Khánh có vào lớp hay không ạ? Dạ dạ có. Anh Cát Khánh có bài tập quyển 2 chưa, đưa bài tập quyển 2 lên để cho lớp sửa giúp sư. Dạ, để con. Giờ lớp sẽ sửa mỗi một người đọc trước đi, anh cho sư 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 đọc cho lớp trước các. Sư chờ con một phút. Rồi. Quyển 3 mà các tử mình học được á, làm thấy rất là vui. Tại vì cái quyển giáo trình sư soạn là không chỉ mình học Bali không, mà cái mục đích đó là để mình học được kinh điển Bali. Trước tiên là phần lịch sử Đức Phật, phần ngắn gọn. Sau đó là mình học được cái ngôn ngữ ở trong trong kinh điển. Và cái mục đích của giáo trình này là muốn làm như vậy. Thay vì mình cứ học là con ngựa với con voi đi vào rừng, con chó cắn con heo, người thợ săn bỏ trong rừng gì đó, nhiều khi nó không có thực tế với người Phật tử mình lắm. Thì học cái này mình vừa học được cái lịch sử Đức Phật, vừa học được một số ngôn ngữ trực tiếp ở trong kinh điển, mà sau này nếu mà các Phật tử nào mình giỏi, khi mình cần mình tra đó được các bài kinh Trung Bộ hoặc là Trường Bộ ở trong Lục Tạng rồi đó, sư đều có trích dẫn ra để làm thí dụ, để gắn vào ở trong các câu bài tập. Cái này khi mà các tử học được nhiều, mình khá một tí, mình sẽ thấy rất là vui học cái bộ giáo trình này. Dạ thưa sư, con có một cái kiến nghị nhỏ nhỏ thôi, cái ý của con như vậy mà sư thấy có được không sư? Ví dụ như sư cho những cái câu bài tập đó sư, thì những cái câu bài giải sư khoan đưa lên để sau khi lớp mình học xong rồi sư mới đưa ra những cái câu bài giải chính xác đó. Tại vì như vậy thì Phật tử tụi con là mới cố gắng là tra từ mới, rồi mới cố gắng làm bài, thì có sai với nhau thì sửa chung với nhau, như vậy nó mới dễ nhớ hơn đó sư. Hơn là có sẵn những cái bài giải rồi đôi khi nhiều khi cái coi bài giải cái là mình khó nhớ hơn. Ông ngay đó là người học mình là mình phải tự ý thức. Cái bài giải á, là người ta chỉ để là khi mình làm xong thì mình mới được phép xem nó. Đó theo cái trong cái quy tắc học là phải vậy. Tức là mình không thể nào đi mở cái bài giải của người ta xem trước rồi mới làm bài tập, nó không có gì. Nếu mà người học thật thì họ không dạ, nếu như mà như vậy nó không có cái ý nghĩa gì nhiều nữa, mà lại không nhớ bài nhiều nữa. Cho nên là nhiều khi con thấy nhiều khi lớp sửa bài mà ai cũng sửa đúng hết, mà nhiều khi người nào không có coi bài giải thích sửa sai, thì thành ra lại là thứ nhất là lại là kỳ, thứ hai thì lại là thấy cảm thấy ủa người ta học giỏi quá, mình học giỏi quá. Cho nên ví dụ như đều tất cả mọi người đều không có bài giải thì bắt buộc mỗi người đều phải tự suy tư theo cái tư duy của mình, rồi tự ca từ mới. Thì con thấy cái phương pháp này nó hay, rất là hay. Sở dĩ sư làm thêm cái bài giải đó đó, sư cũng không có làm hết mà sư chỉ làm một phần thôi, tức là cái phần cơ bản thôi, còn phần nâng, một phần nâng cao. Thì nếu mà các Phật tử làm được cái phần cơ bản mà phần nâng cao mình làm không được là chứng tỏ mình không có
không phải... tức là không, bản thân mình không không phải là người dịch cái phần cơ bản đó, cho nên đến khi làm phần nâng cao á, làm không được. Nếu mình đã dịch được các phần cơ bản có bốn từ vựng thì chắc chắn cái phần nâng cao là mình sẽ làm được. Sư mỗi lần sư sửa bài xuống có coi bài giảng, bài giải, cho nên các tử thấy là nhiều khi sư sửa không đúng ở trong bài giải. Sư sửa không đúng ở trong bài giải, một số phật tử là muốn sư sửa chứ đúng theo con ở trong bài giải không có. Tại vì nó có thể dịch cách này hoặc là cách khác chứ nó không bắt buộc là phải theo cái bài giải đó. Dạ đúng rồi. Nếu như ai còn đúng bài giải là chắc là coi bài giải nhiều đó sư. Ở trường hợp này lúc mà sư đi học ở học viện á, tại vì ở viện là sách thường cũng có bài giải như vậy, chứ không bao giờ sư sửa đúng theo ở trong bài giảng, cho nên lúc nào sư cũng bị điểm thấp. Lý do sư không sửa đúng theo cái bài giảng, mà mình sửa theo cái khả năng mình hiểu mình làm thôi, chứ mình cũng sửa theo bài giảng. Cho nên lúc nào sư đi học học viện, mặc dù môn Bali thật sự là không phải khó với sư, nhưng mà không lúc nào sư được điểm cao, lý do là người ta chấm theo bài giảng, còn sư cũng có làm theo bài giảng. Nên cũng thật ra là một số phật tử mà khi mình sửa bài á, sư không nhớ hết các câu bài giải đó, nhưng mà sư cũng biết. Tức là mình sửa theo bài giải, chỉ cần người ta thay đổi cái gì đó một tí là mình làm sai liền. Tại những trường hợp đó là chứng tỏ mình không có hiểu bài. Thì cái đó mình phải tự ý thức, tức là mình nếu mình muốn giỏi, muốn học, muốn để hiểu thì mình phải tự cố gắng. Nếu mình học lần này mình chưa được, ví dụ như là mình sửa, ví dụ ở sửa trên lớp này xong rồi mình có ghi chép gì đó và mình vẫn không hiểu, thì mình xem lại cái bài giải coi tại sao người ta dịch như vậy ở trong bài giải, rồi tại sao ở trên lớp này người ta dịch khác như vậy, thì mình sẽ đối chiếu nó, mình sẽ tìm ra, để khi mình tìm được thì mình sẽ hiểu được bài. Nó sẽ hiểu được mà. Rồi bây giờ chúng ta sư sẽ đọc trước. Đọc trước rồi sau đó mời lớp sẽ đọc. Asitata paso raja kumara sa attano thamuri pade patitita sa tang anh thân linh bắc gần hí phù quát tại yo ra cho phu tê su cha y tê su pa vê ni ya atano atano tê sang na măng kha pê tung pramane áp hình hàng ni măn tên tí na gà ra sa an to cha pa hi pramana pi ra cha pari sa pi ma ha cha na pi ra cha u ma ra sa a wa ha măng gà la i wa se sa ma gà chi tung a gà chi ta. Sao câu này lạ như ta? Câu này sống có động từ ta? Cái câu này biết nó có bị mất cái gì hay không đây mà sao không có sử dụng động từ ta? Bà la môn vương thần và đại chúng đã đi đến tham dự, đã đi đến dự vào ngày lễ thành hôn của thái tử. Cái câu này chắc nó bị biết có bị sửa cái này lại dùng sư đi đi cái này cái trình suốt Bimbisaro nama raja bodhisatta samaha Purisa lakane pasitwa tasa ratang pale tung wasitung tang arathesi. Câu số 5. Raja bodhisattang nimantesi toi hang papuchita sa hante mang sanggan hitung raja gaha nakarang paccha gaccha hiti. Rồi lần nữa ha.
câu số 1 asita ta pa so ra cha ku ma ra sa atano tham lam hi pa de patiti ta sa tang anh cha linh bắc gần hi. Câu 2 pu pa ta yo ra cha pu te su cha yi te su pa we ni ya atano atano te sang nam mang tha pe tung brahmane aphin hang ni man ten ti nakarasa anto cha pa hi Brahmana pi raja parisa pi mahajana pi raja kumara sa awaha mangla iwase sama gachitung a gachin su. Cái chữ cái gạch ngang này anh bỏ nó đi anh Khánh. Tại gạch ngang đó là chia hai từ nhưng mà bây giờ mình kéo nó lại một một từ ở một dòng rồi thì bỏ. Câu số 4 Pimpisa rohonama raja Bodhisattva Mahapurisa Lakkhane Pasitwa Tassarathang Pale Tung Vasitang Tang Arathesi Sunam Raja Bodhisattang Nimantesi Tui Hang Papuchi Tassapante Mang Sanggani Tung Raja Kaha Nagarang Paicha Gaicha Hiti. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài đi. Cô Phúc Duyên mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc 5 câu từ Bali dịch qua sang tiếng Việt. Câu số 1. Asita tabasso rachaku marasa aktano thammi lambi thammi lambi ba đề Patithi tassa tang anjalin bhagang hi. Câu số 2. Phu batayo raja buttesu chayi tesu bhaveniya aktano aktano te sang namang thabetung brahmane afinhang nimantanti. Câu số 3. Nagarasa anto cha bahi brahmana bi Raja Barisa bi Mahajana bi Raja Kumarasa Awa Hamangala Diwase Samagachitung Agachinsu. Câu số 4. Bimbisaro Nama Raja Bodhisattva Mahapuri Salakhane Pasito Tassa Rakhang Baletung tăng tăng arathesi. Câu số 5. Raja Bodhisattva Nimantesi tuy hằng Pabuchitassa phăng tề măng sangyang kitung raja mangarang bhakcha gacha hiti. Thưa sư, xin hết ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Asita ta pa so ra cha ku ma ra sa attano tha min lam hi pa de patithi ta sa tang an cha linh pak gan hi. Câu số 2. Upa ta zo ra cha pu te su cha ji te su pa ve ni ja attano attano te Tha pê tùng brahma nê á thuần hằng ni mần tèn tí. Câu số 3. Nagara sa an tô chá. Bá linh brahma ná pí. Ra chá bá rí sa pí. Maha chan chá na pí. Ra chá kumá rá sa á hoa. Ha măng gá lá đí quá xê. Sa mà gách chí tùng à gách chìm xú. Câu số 4. Saro Nama Raja Bodhisattva Sa Maha Puri Salakhane Pasitva Tassa Rathang Pale Tung Vasitang Tang Arathesi. Câu số 5. Raja Bodhisattva Nimantesi Tuy Hằng Papuchitta Sa Phante Mang Sanggan Hi Tung Raja Gahana Garang Bác trà, gác trà, hì tí. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ.
Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc dịch Pali là sang tiếng Việt. Câu thứ nhất: Asita Tapaso Raja Kumarasa Atano Hamilam Hi Pade Patithitasa Tang Amchalin Pakahi. Câu số 2: Pupatayo Raja Putisu Rajitesu Pawe Niya Atano Atano Te Sang Namang Tapetu Mane Akinhang Nimang Ten Ti. Câu số 3: Nagarasa Anto Cha Pahi Brahmana Pi Raja Parisa Pi Mahayana Pi Raja Kumarasa Awahamang Gala Diwase Samagachitum Agachisu Agachinsu. Câu số 4: Bimbisaro Nama Raja Bodhisattva Mahapuri Salakane Pasitwa Tassa Rathang Palitum Wasitang Tang Ara Tesi. Câu số 5: Raja Bodhi Astang Satang Nimang Tesi Tuihang Papu Chitassa Pante Bang Sanggang Hitung Raja Gahana Garang Pacha Gajahiti. Dạ bạch sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc câu số 1: Asitatta Baksu Rajakhu Magrasa Atano Hamilakhi Bhakti Tata Pan Anjadi Bhakkan Hi. Câu số 2: Upak Yattakyo Rajakhu Tesu Yajitesu Bakwe Nidya Atano Atano Tessam Nakman Thapitum Ratmakne Akhitnang Lidman Tinti. Câu số 3: Nakat Yatsa Ato Chak Bakhi Bakha Bakhama Ti Rayak Bakhi Visa Ti Mara Maha Yana Ti Rayak Kuma Kuma Rasa Avaham Hama Namadhi Vase Sama Gat Hittum Gat Chang Chin Su. Câu số 4: Bin Sĩ Hà Rô Nạc Ma Raya Bút Thí Sắc Tắc Sa Má Hà Bút Thí Sắc Lắc Hạ Nề Bác Sĩ Tòa Sắc Sân Rắc Tâm Đề Tệ Đề Lê Tùng Bác Sĩ Tầng Tàm A Ra Đề Sĩ. Câu số 5: Ra già bút khí sắc tăng biết mang tê xí thị hàm các bút khí các xà bằng tê măng sang già hít tùng già giáp giáp mạc mà giáp rạp bắt chà giáp chà hì tí. Dạ con không hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Thưa sư, con xin đọc bài phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1: Asita Tadaso Raja Kumarasa Etano Kamin Namhi Pade Batithi Tassa Tang Anjali Bak Namhi. Câu số 2: Phubatazo Raja Kutesu và cha vị tề số đã quên như là etano etano tề sằng na măng tha tề tùng và má nề áp hình hằng như măng tèn tí. Câu số 3:
Nagarasa Anto Cha Dahi Dananati Raja Tavisati Mahasenati Raja Kumarasa Awahamangana Divasi Samarakitung Arakitu Osobon Dimbisaro Nama Raja Bodhisattva Mahabodhisattva Tất sĩ tòa, tất xá, tất thăng, tòa lệ tùng, vô sĩ tăng, tăng, à ra thế sĩ, cô phú mong. Ra trà, bố thí sát tăng, nhí mầm tề sĩ, tùy hằng. Tòa bức trí tất xá, sàn tề mầm, sàn găm hi tùng, ra trà, ra ha ná, ra răng. Tất trà, rác trà, hi tí, đã thư sư, con đã đọc xong ạ. Xin mời cô phụ nữ Diệu Bảo. Sư con xin đọc 5 câu Pali sang Việt ạ. Asita ta passo rajat. Raja kuma rasa atano. Tamin lam hi bade. Patithi tasa tang. Anchalin. Bắc gần hi. Câu số 2. Pupatayo raja pet but te su cha yi te su ba ve ni ya atano atano te sang namang ha be tung ramane a tình hằng ni mang tan tí. Câu số 3. Nagarasa anto cha pa hình ramana bi raja parisa bi Maha Chanapi Raja Kumarasa Awaha Mangala Diwase Sama Gachitung Agachinsu. Câu số 4. Bimbisaro Nama Raja Bodhisattasa Maha Buris Salakhe Lakhane Basitwa Tassa Rathang Badetung Wow, quá xí tăng tăng, à ra thề xí. Câu số 5. Ra cha bồ thí sát tăng, ní măng tèn tí, tùy hằng. Phá phút chí tát xá, phần tề măng. Sàng găng hí tùng, ra cha gá há ná gá răng. Phá cha, gá cha hí tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Tata Paso Raja Kumarasa Atano Tham Lam Hi Pade Bati Thitta Sa Tăng Anjalin Phát Gan Hi. Câu số 2. Bù Bata Yo Raja Bute Su Cha Yi Te Su Ba We Ni Ya Atano Atano Te Sang Nam Mang Tha Pe Tum Brahmane Áp bình hằng ni mạnh tèn tí. Câu số 3. Nagarasa anto cha bahi brahmana pi Raja parisa pi mahajana pi Raja kumarasa awaha mangala diwase samagachitum agachimsu. Câu số 4. Bimbisaro nama raja bodhisattasa mahaburisalakane pasitoa tasa ratang palaitum wasitang tang arathesi. Câu số 5. Raja bodhisattang nimantesi tùy hằng Sang gan hi tung raja gahana garang tacha gacha hi ti. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư và con xin chào đồng trang, xin tập bài. Asita Asita ta phát sô ra
Chakumarasa Attano Thamin Lam Hi Pa De Patitasatang Anja Lingak Gan Hi. Dạ câu số 2. Bù Phát Tát Dô Ra Chắc Phút Đề Sú Ra Chí Đề Sú Phát Vệ Nít Dạ Át Tà Nô Át Tà Nô Đề Sàng Nà Măng Tháp Phê Tùn Râm Phá Đề Á Bình Hằng Mạng Thành Chí. Câu số 3. Nà Gà Rát Sa An Tô Chắc Bá Hí Ramana Phi Ra Chắc Phá Rí Sa Phi Maha Chana Pi Rajakumarasa Hava Hamangaladi Vase Ma Samagak Chitun Agak Chit Agak Chim Su. Câu số 4. Bimbisaro Na Maraja Bhuti Sattasa Maha Bhusala Hashito Tassarat Thang Pa Lê Tun Vashi Thang Thang Atra Thê Si. Câu số 5. Chi tay mang sang gang hi tuần ra chắc gắt hát nát gắt răng hát ra gắt cha hi chi. Dạ con kính cảm ơn sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Asita tabaso rajakumarasa attano thamil lamhang lamhi bade patithi tassa tang andalin parganhi. Câu số 2. Phubatayo rajabuttasu chayitasu bhavaniya attano attano tesang namang thabetung Ramane Apinhang Mi Mantenti. Rồi số 3. Nagarasa Atano Nagarasa Anto Cha Bahi Ramana Vi Raja Bari Sa Vi Mahati Mahatana Vi Raja Kumarasa Awa Awa Haman Galadi Vase Samagachini Tung Atra Agachinchu Agachinchu. Câu số 4. Bimbisaro Nama Raja Bodhisattasa Mahabhuvi Salak Kane Vasita Tasa Gathang Balatung Vasitanta Vashi tang tang ara thi. Câu số 5. Raja Bodhi Bodhi sắp tăng Mi măng tê sĩ tùy hằng Quán là ai ta? Quán hoài hỷ tắt cái gì? Sang gần hữu tùng Raja gá hà ná gá răng gắt chà hì tí. Dạ thầy sư xin hát. Dạ, xin mời quý Phật tử nào không có đọc bài vui lòng tắt âm thanh và tắt luôn video ạ. Dạ thưa sư, hiện nay con thấy quý Phật tử đã đọc xong bài rồi sư ạ. Rồi giờ mời lớp chọn câu để mình sửa bài đi. Cô làm câu 4 đó nha ca sánh.
Con xin làm câu số 2 thưa sư. À, làm đi. Báo lại anh Khánh để biết để mình chọn lại mình tiếp tục. Khánh ghi gì mẹ luôn Khánh. Ghi mẹ câu số 2. Theo đường thống. Các đức vua thường mời các bà la môn để đặt tên các hoàng nam của mình khi được hạ sinh. Rồi hết. Cô ba có ai làm chưa Khánh? Dạ chưa có ai chị Hoa. Dạ, dạ để chị làm cô ba. Câu 5 cũng chưa ai làm. Đâu có chữ xá há rồi ta. Cai trị quốc độ của ông ta thôi chứ. Sau khi thấy đại nhân tướng của Bồ Tát, Đức vua Bimbisara đã thỉnh ngài ở lại để trị quốc độ của ông ta.
Còn câu số 5. Câu số 5 tài liệu tiếp. Thế câu số 5 chừng làm chứ. Thế không ai làm chừng làm. Chát câu năm hỏi thánh bỏ chữ rằng dùng chân luôn. Ừ rồi ok. Dạ, thưa sư, Phật tử đã làm xong 5 câu rồi sư. Rồi, bây giờ chúng ta xem câu 1 ha. Asita ta paso raja kumara satano tamlam hi pandi
Patititasa tang angelin bakan hi. Thì ở đây mình có asitata paso là chủ từ. Động từ chính ở đây đó là bakan hi. Bakan hi. Ở đây mình có dạng cái cụm từ đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý đó là Rajakumarasa với lại Patititasa. Chúng ta để ý những câu mà nó hay có một cái danh từ ở cách thứ 6 rồi sau đó nó là một cái phân từ. Ở đây là quá khứ phân từ. Thì đó là dạng cái cụm từ đặc biệt mà chúng ta chú ý để chúng ta dịch nó cho nó đúng. Còn không thì sai hết, dịch ở dạng câu này. Thì hai từ này là từ chính, nhưng mà những từ mà nó có liên quan thì nó cũng thuộc vào ở trong cái dạng cụm đặc biệt này. Ví dụ ở đây đó là, và ở dạng này thì nếu dịch tắt thì mình có thể dịch nó là khi, nhưng mà để mình tránh lẫn lộn thì mình có thể dịch nó là trong khi. Nó là hoặc là cách thứ 7 hoặc là cách thứ 6. Vì nó trong khi, trong khi thái tử đã đặt chân tại cái nguyên cái cụm này, Atano Thamulam Hippade, nguyên cái cụm này là nó của Rajakumarasa với lại Patititasa, nó một loại một phần riêng của nó. Trong khi thái tử đặt chân lên bính tóc, trời ơi, cái này sao để của mình ta, câu sai câu kệ được chứ. Trong khi thái tử đặt chân lên bính tóc của mình, đạo sĩ Asita đã chắp tay xá chào ngài. Trong khi như trang khi nói tám nghịch này. Thưa sư, câu đó con dịch là đạo sĩ Asita đã chắp tay xá chào thái tử khi đặt chân lên miếng tóc của mình, được không sư? Không, dịch nó trước đi. Dịch riêng nó trước đi. Đại thường cái dạng cụm từ đặc biệt đó thường người ta dịch cho nó trước. Thái tử đã đặt chân lên miếng tóc. Vậy còn chữ tăng này có dư không sư? Tăng nó ngày đó. Ngày đó. Xá chào ngày đó. Thì một cách dịch thôi hả? Ý sư là một cách dịch thôi hả? Trong khi thái tử dịch như vậy nó rõ, rõ, rõ hơn. Thứ hai đó là phu patayo ra cút tê su cha y tê su pa vê ni ya atano atano tê sang nam măng thập e tùng brahmane apin hang ni man tên tí. Ở đây mình có chủ từ đó là phu patayo là các vị vua, từ đó là ni man tên tí. Mình có tặng từ chỉ thử sự thường xuyên đó là apin hang. Trước động từ đó là có túc từ brahmane, tức là mời các vị bà la môn, mời để làm gì đó thì nó sử dụng nó ở vị viễn cách, đó là nam ăn thập pê tung. Làm cái gì cho ai thì cái đó sử dụng ở cách thứ tư, rồi của ai thì sử dụng ở cách thứ sáu. Chữ ở đây mình còn có cái cụm từ đặc biệt đó là Rajaputesu Jayitesu. Mình cũng có đặc biệt này. Ở trong trường hợp này thì người ta sử dụng nó ở cách thứ 7. Cách thứ 7. Rồi Paweniya thì ở cách thứ 3. Thì ở đây mình sẽ dịch (cười)
sĩ dịch đó là trong khi các thái tử đã được hạ sanh. Đây lên đầu câu luôn đó sư. Trong khi các thái tử đã được hạ sanh. Vậy các vị vua thường mời các bà la môn mời các bà la môn đặt tên thêm chữ để này kệ thêm chữ để cho nó rõ để đặt tên cho các hoàng nam của mình. Theo truyền thống, cũng là cái chữ theo thống này thì mình có thể tả trong tiếng Việt mình dịch vậy nó nghe không được, nó nghe nó hơi xa. Dạ, nhưng mà có cụm từ đặc biệt chứ không phải dịch trước. Thật sự vậy chứ chữ cụm câu một cái cụm ra ca trá cú ma lắc xá là có thể mang cái chữ theo truyền thống nó lên trong khi các thái tử đã được hả cái gì vậy câu một chữ ra trá cú ma lắc xá là cũng nó chia vị trí cách luôn phải không sư? Vị trí cách gì? Là cái cách ra trá của má xá cũng chia cách thứ bảy giống như ra trá số dưới đây phải không sư? Anh nhìn sao mà nói là giống nhau được, cách thứ bảy cách thứ sáu nó khác nhau hẳn chứ làm sao mà giống nhau được. Mừng là tại cái tức là dạng cái cấu trúc của câu dạng này á là nó có thể dùng được ở cách thứ sáu hoặc là cách thứ bảy. Cách thứ sáu và thứ bảy nó giống đâu giống nhau? Tức là một danh từ cách thứ sáu động từ cũng chia đây giống nó rồi hoặc thứ bảy cũng chia. Tức là ở thứ sáu hoặc là thứ bảy. Yeah. Một danh từ với một phân từ chứ nó không phải động từ. Nó có thể là hiện tại phân từ hoặc là quá khứ phân từ. Thưa sư, nếu mà cái câu này viết đó ra cha put ta xá cha di ta xá cũng được không phong thưa sư? Hoặc là viết theo cái kiểu đó. Dạ. Nhưng mà ở đây thì số nhiều thì nó phải là ra cha put ta năng cha di ta năng cha di tê cha di tê sang cha di ta năng cha di ta năng trong khi các thái tử đã được phân các vị vua thường mời các bà la môn để đặt tên cho các hoàng nam của mình. Sư câu hai cái theo truyền thống sư dịch trước được hả sư? Tại bữa con dịch vậy sư nói để ngoài sau. Thật ra là đẩy nó ra phía sau chỗ các vị vua nè để các vị vua nè. Cho các vị vua theo truyền thống các vị vua để nó trước các vị vua, trước các vị vua cái cụm đặc biệt đó dịch riêng của nó đi. Để đó
Trong khi các thái tử được hạ sanh theo truyền thống, các vị vương thường mời các bà la môn để đặt tên các quần áo của mình. Rồi câu số 3. Nagarasa antocha pahi paramanapi raja parisapi mahajanapi raja kumarasa awaha mangala ivase samagachinsu samagachitum gachinsu bên trong và bên ngoài. Cả các bà la môn, các vần thần lần này chúng đã đến để tham dự vào ngày lễ thành hôn của thái tử. Giờ chị nghe không được. Cả các bà la môn, cả các bà la môn, vần thần và các vần thần cũng được, nếu mà muốn xài nó số nhiều cũng được, vần thần lẫn đầy chúng trong vàng hoàng trong ngoài thành phố đã đi đến để tham dự vào ngày lễ thành hôn của thái tử. Rồi, được rồi. Thì ở đây một bác đúng. Cái cụm từ mà Anto với bác Hí á, thường sử dụng hai dịch trước. Đâu có, sao mà dịch trước được. Dịch trước xong nghe được. Thưa sư, còn trường hợp những cái từ mà đặc biệt thì lúc nào mình cũng phải dịch ở trước hả sư? Nó tùy theo cái vị trí, nhiều khi nó đứng ở cuối, tại nhiều khi đến khi một câu dài, cái này là mình học câu ngắn, thường là mình thấy nó xuất hiện là ở đầu gần gần cái chủ từ, chứ nhiều khi là đến khi mà chúng ta vào ở trong văn bản chính của nó, nhiều khi một câu của nó là gần một trang, thì nhiều khi là nó xuất hiện ở giữa trang hoặc là trước cuối trang thì mình không thể dịch nó trước được, mà tùy theo cái ngữ cảnh đó để mình xem coi nó phải dịch ở đoạn nào để người ta nghe được. Rồi câu số 4. Bimbisaro nama raja Bodhisatta Sakmaha Purisalakane Pasitwa Tassaratthang Pale Tung Wasitang Tang Arathesi. Đức vua, ở đây mình có chủ từ đó là Bimbisaro nama raja. Có động từ đó là arathesi, trước động từ thì có cái túc từ đó là cụm túc từ đó là wasitang tăng, rồi mình có vị biến cách là pali tung, trước vị biến cách pali tung mình có túc từ đó là ratthang, trước ratthang của ai đó thì mình chia nó cách thứ sáu, có bất biến quá khứ phần từ đó là pasitwa, trước nó là một túc từ, trước túc từ
Túc từ đó là các đại nhân tướng của ai đó, thì cái đó là chỉ ở cách thứ sau. Thì anh em có đó là Đức Vua Bimbisara sau khi thấy, để sau khi thấy thì anh, sau khi thấy các đại nhân tướng. Câu 2 có Khánh, phải sửa hết. Sau khi thấy đại nhân tướng, sau khi thấy các đại nhân tướng, thấy các đại nhân tướng của Bồ Tát, Đức Vua, câu này, câu dưới sẽ là có Đức Vua rồi. Đức Vua Bimbisara sau khi đại nhân tướng của Bồ Tát đã thỉnh ngài, đã thỉnh mời ngài ở lại, là được rồi, ngài ở lại để cai trị Phật độ. Để cai trị Phật độ của ông ấy. Của ông ta đi, dịch của ông ta nghe. Câu 2, thưa sư, câu 2 cũng đi trên câu 2 đi. Vậy hả? Câu 2 đâu? Câu dưới. Bên dưới. Thôi nãy giờ sửa rồi thôi. Dạ. Yeah. Giống nhau luôn. Câu số 5. Raja Bodhisattva Nimante Si Tui Hang Propuchita Sa Thante Mang Sang Gan Hi Tung Raja Nagara Raja Nagarang Vajha Gajha Hi Ti. Ở đây mình có chủ từ đó là Raji, có động từ đó là Pacha Gacha Hi. Pappuchitasa, mình có động từ chính ở đây nữa là Nimantesi. Trước đi Mantesim có túc từ Bodhisattva. Rồi thỉnh cái gì đó, cái đó là một câu ở phần trích dẫn. Đây mình có là tôi hăng. Mình có cái cụm từ đặc biệt ở đây đó là tôi hăng có búi chí tác xá. Có hô thắng từ là phân tê. Giao thắng từ chứ là phân tê. Mang sang gần hi tung, có động từ thứ hai đó là pacha gacha hi, là thỉnh trở lại, xin hãy trở lại ha, ở dạng mà lần cách trở lại đâu đó thì là định, là đối cách, là túc từ. Trước động từ là túc từ, để làm cái gì đó thì dùng vị biến cách. Trước vị biến cách thì là một túc từ. Để đây mình có là Đức Vua đã mời Bồ Tát khi đã giác ngộ, bạch ngài hãy trở lại thành ra chánh ác để tế độ tôi. Mấy câu này là không để ý, là coi như là không, rất là khó dịch, mặc dù nó mình thấy rất là ngắn. Tức là mình phải xác định được đâu là cái phần, cái phần nằm trong dấu ngoặc kép, đâu là cái phần bên ngoài, thì chúng ta mới dịch đúng được dạng câu như vậy. Giờ sau này là sư bỏ hết cái dấu ngoặc kép, sư sử dụng cái dấu phẩy, chỗ mà các từ đã bị xóa thôi, các mẫu từ, các phụ âm hoặc nguyên âm bị xóa thôi, nên chúng ta phải nhớ từ vựng thì mới có thể dịch được. Nhớ từ vựng, hiểu câu thì mới có thể dịch được. Thì ở đây mình có là cái phần
bên ngoài, ngoài cái phần hành tích này thì có là Đức Vua đã thỉnh Đức Bồ Tát ra, hoặc là Đức Vua đã thỉnh Đức Bồ Tát hai chấm thì cũng được. Ở đây mình mới có cái cụm từ đặc biệt đó là tôi hăng có bút chí tác xá. Thì ở đây mình cũng có thêm đó là giao thân từ. Giao thân từ thì ở đây mình phải dịch cái giao thân từ này trước thì nó mới nghe được. Bạch ngài, khi được giác ngộ, có tùy hàng nữa rồi. Bạch ngài, khi ngài giác ngộ, khi ngài được giác ngộ. Khi ngài được giác ngộ, ngài được giác ngộ, xin hãy trở lại, hoặc là hãy gì cũng được, hãy quay trở lại thành ra cha ca hát, hãy quay trở lại thành ra cha ca hát để tế độ tôi, để tế độ trẫm. Có thêm chữ xin đi ha, xin hãy quay trở lại đi, nghe nó mới dễ nghe trên chậm. Quay trở lại chán ngắt để tế một trận. Rồi thưa sư, khi mình dùng cái cụm đặc biệt ở cách thứ sáu với cách thứ bảy á, nghĩa nó có khác biệt nhau gì không sư? Nó dịch như là, nó dịch là tâm, hoặc cách thứ sáu dịch sao? Thì cũng trong khi đâu có cách thứ sáu nó dịch trong khi đã, cách thứ sáu anh chỉ dịch là của thôi, của yeah. Nhưng mà khi anh sử dụng cái cụm đặc biệt đó là nó không, không dịch của được. Cách thứ sáu hay thế cho cách thứ bảy? Cách thứ bảy thì có thể là nó gần tí, tại nó gịch gịch dần như là trong thì nó có thể gần với cách thứ bảy thì được, nhưng mà nó cũng khác với cách thứ bảy. Thường là sao? Cách thứ bảy nó chỉ là một mình danh từ thôi, chứ nó không có đi một cụm như vậy. Ví dụ như là Đức Phật ngài trú ở tại Savatthi thì chữ Savatthi đó là cái thứ bảy. Ví dụ vậy. Nó chỉ đứng riêng riêng mình như vậy thôi, nó không có một cái cụm như vậy. Dạ thưa sư, sư sử dụng cụm như vậy để nhấn mạnh hay là để mục đích gì vậy sư? Hả? Sư sử dụng cái cụm đặc biệt như vậy, ví dụ mình sử dụng khác đi rồi ra gì được không sư? Rồi ra làm sao? Ví dụ như mình đừng có sử dụng cái cụm đặc biệt, mình sử dụng từ, xong rồi mình dùng cách bình thường của nó. Trong ngôn ngữ thì phải, nó phải có cái này có cái kia chứ, nếu mà toàn là câu suông không thì nó đâu có gì đặc biệt ở trong ngôn ngữ. Dạ. Dạ, quá khứ phân từ buộc phải dịch.
Rồi cho lên năm câu tiếp theo đi. Thưa sư cho con hỏi á, có mà cái ra chá của Marasa với lại Patithi Pasa hai từ đó mà đổi vị trí với nhau thì có được không sư? Được. Yeah. Thường nếu mà đổi vị trí là khó nhận biết đúng không phải không sư? Con hỏi ví dụ mà vị trí đổi thì nó cái từ cầm từ nó cũng cách vậy thôi. Như cánh nhưng mà trong cái từ nguyên cụm mới khó nhận ra được cái từ nào là nguyên cái cụm từ đặc biệt. Nếu mà viết riêng thì có thể là dùng khi. Thì nó là một quá khứ phân từ riêng, nó không có. Sẽ dịch là lầm lẫn là như vậy. Con thấy nếu mà dụ mà dùng quá khứ phân từ trước một danh từ cách danh từ sau thì có thể nhìn nhầm lẫn dù dịch cái danh từ nó phải nguyên cụm khác. Còn ví dụ mà cái quá khứ phân từ dịch thì thường thường cái dịch tưởng là đi riêng, cái từ nó đi riêng không biết đi chung. Còn nếu mà sắp xếp theo vậy thì dễ nhìn hơn. Cái đó là theo mình thôi, còn trong ngôn ngữ của người ta thì người ta muốn sắp trước sắp sau gì thì tùy. Nó không theo mình được. Dạ rồi, làm vậy.
Khánh ơi, hỏi với cô làm câu nào Khánh? Chưa thấy ai chọn câu nào nữa. Cô làm câu 1 cho các Khánh. Chị làm câu 3 hả Khánh? Chưa làm câu 4 hả Khánh?
Dạ còn câu số 1 và câu số 5 rồi. Mấy câu rồi? Ở sửa đỡ đi, tại bây giờ là 9 giờ mấy rồi. Sửa là nghỉ chứ lâu quá. Câu số 1 rồi đó Khánh. Dạ rồi, lấy con copy đi. Sửa là cơ nào hay câu đó đi. 9 giờ mấy. Dạ đúng, đúng câu rồi. Dạ được 4 câu rồi. Nếu mà tàn tí các Khánh viết về xích dùm cô. Rồi câu số 1. Bồ Tát đã được vua Bình Xà Sư Mạt Cát Tha mời ở lại để cai trị Phật độ của ông ta. Bồ Tát được vua Bình Xà được ai đó mời thì người mà mời đó, đó là phải chia cách thứ ba Bình Bí Xà Ra. Pimisara rang. Pimisara rang nha thì phải. Đây là Pimisara rajena đi cũng được. Là mời, được mời ha, người đó mời. Động từ phải là mantiyati. Mantiyati, manti manti giết. Ông đâu có dấu phẩy gì. Thủ đạo mất. Manti giết. À, bỏ chữ tí ra đi. Chữ manh này anh mờ chấm này biến thành anh nợ. Mời ở lại để cai trị quốc độ của ông ta thôi, cái chữ mắc cách thác này đâu có bỏ. Đức vua Bimbisara xứ Mắt Cát Thá, vậy là cái chữ xứ Mắt Cát Thá này biết trước cái chữ Bimbisara ra trên á, viết lại cho đó thì cho nó dễ. Mắt Cát Thá sát này biết không chia gì trơn. Mắt Cát Thá sát để cai trị bất độ của ông ta. Thêm chữ tá xá nữa, tá xá ở trước, phía trước chữ rất thăng, rất thăng. Rồi câu số 2. Bồ Tát khi đạt được sự giác ngộ sẽ trở về thành ra cha ca hát chế độ vua cha. Bồ Tát khi đạt được sự giác ngộ Sampothin athi gacchito đã trở về sẽ trở về athi gacchisati sẽ trở về thành Rajagaha để tế độ vua Bimbisara Sanghanhittung. Vua Bimbisara Rajang. Rồi câu số 3. Trong khi thái tử được hạ sinh, các bà la môn được mời đến để tiên đón. Cái đó sai.
về tương lai của ngài. Brahmana Raja Kumara Sajayitasa, các bà la môn Nimanti Dung mời đến để tiếp đón tiên đoán nha thánh, tiên đoán, tiên đoán về tương lai của ngài. Anh này ra tâm hí hả? Dạ. Này chắc anh này ra tăng được rồi. Tại con thấy sư viết ở công mộ. Anh này ra tâm hí. Anh này ra tăng ta sát. Tương lai của ngài. Câu số 4. Trong khi thái tử đã đặt chân lên minh tóc của đạo sĩ, ông ấy đã chắp tay xá chào ngài. Thái tử đặt chân lên minh tóc của đạo sĩ. Patit thi tâm hi ta xá. Trong khi thái tử đặt chân thì chị không được, khi mà mình xài Raja Kumaram hi ha Vatit thi tâm hi Raja Kumaram hi chứ viết dạy chữ đặt chân nằm đầu mà ba tê ngược, tức là nếu mình đổi là mình phải đổi nó hết chứ mình không có viết vậy được. Có phi cái chữ Raja Kumari hí lên trên đi. Để sau Asitat và Pasat. Rồi copy cái chữ Patititamhi để phía sau chữ Pa Đề. Thưa sư, nãy con hỏi sư đổi vị trí gì được không? Sư nói được. Được, nhưng mà đâu phải đổi là đổi, đổi hết, đâu phải đổi gì được. Tại nguyên cái cụm là Tassathamilamhi Pa Đề thì nó phải đi cùng với Patititamhi chứ nó không đi với cái Raja Kumaramhi được. Vậy nếu sư ý, vậy ý sư nói nếu mà cách hai đổi là đổi sao? Tại cái chữ pa đê là nó là túc từ của patit thi tâm hí. Dạ. Cho nên là nếu mình muốn thay đổi nó là mình phải đặt luôn nguyên cái cụm đó. Phải đổi luôn nguyên cái cụm đó thì mới được. À, vậy là cách hai là hoặc là để cái ra chế của Mai Đam Hí để sau cái từ bát tí tí tam hí đúng không sư? Ôi biết vậy đi đừng có làm lộn xộn. Asita ta ba so bắc gần hí anh cho linh tăng. Asita ta ba so trong khi thái tử đặt chân lên bính tóc của đạo sĩ, ông ấy đã chắp tay xá chào ngài. Tăng Bắc Cần Hi anh chân linh. Rồi câu số 5, câu số 5 có sẽ chuyện rồi rồi thánh bó thân thánh. Rồi câu số 5 anh thánh. Rồi, khi đến tham dự lễ thành hôn của các thái tử, các vị vua, những bà la môn và quần thần rất vui. Raja Chá, Brahmana Chá,
Raja Parisa Cha. Parisa Cha Raja Kumarasa. Awaha Mangalang Samagachitasa. Ativiya Pasi. Pasi Dung. Dạ, Ativiya. Rồi, được rồi. Rồi, đó là 10 câu của bài tập ngày hôm nay. Ngài xin mời lúc nghỉ. Dạ. Thưa bạn học, đến đây là tất cả chúng con xin kính chia ơn sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo học thầy kinh Hoàng Nguyễn Phúc Chư Thiên. Xin mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Samaya, Nam mô Sankhaya. Con kính xin đảnh lễ ân đức Phật, con kính xin đảnh lễ ân đức giáo pháp, con xin đảnh lễ ân đức chư tăng. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng rất thành tu sa sa năng. Akasattha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng rất thành tu lo garu. Akasattha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng rất thành tu nhà ta vô. Akasattha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng ra càn tu nhà ta vô. Akasattha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng ra càn tu bà ni nô. Akasattha chappamattha devanaga mahittika. Bồn nhân lo anumodan tu chi rằng ra càn tu đồ sa đa. Y đăng vật tà nô bồn nhân a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ca lê. Sa thu sa thu sa thu. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, xin kính chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Rồi, xin mời dạ con kính tri ân sư, dạ con kính cảm ơn. Rồi. Dạ. Con